为不舍爱与自由。Chức chức phong lưu. Chuyển thể từ tiểu thuyết Từng Phong Lưu của tác giả Tùy Vũ Nhi An, tập 13. Bộ phim này hoàn toàn hư cấu. Bái kiến vương gia, bái kiến đại điện hạ, mộ chức hoa. Xem ra thuốc mà bổn cung cho cũng hiệu quả đấy nhỉ. Tốc độ hồi phục của cùng nhanh hơn cả bổn cung. Nhờ phúc của Định Vương Điện Hạ. Mộ chức hoa, chắc cô cũng thừa biết bổn cung không thích cô. Hạ quan chỉ làm việc của mình, không quản được cửa khác thích hay ghét. Không có ai biết cô biết y thuật. Nếu cô không cứu bổn cung thì cũng chẳng ai trách cô. Nếu Đại Điện Hạ đã hỏi vậy thì cho phép hạ quan nói mấy câu thật lòng. Nếu hai vị điện hạ xảy ra chuyện trong lớp của hạ quan thì chắc chắn hạ quan khó lòng chối tội. Vì vậy buộc phải đốc hết sức để cứu giúp. Đây là thứ nhất. Thứ hai, lương y như từ mẫu. Thấy chết không cứu, hạ quan tự thẹn với lòng. Thứ ba, cô đã cứu bổn cung nợ ơn cô, nên sẽ không làm khó cô nữa. Điều thứ ba này, hạ quan không dám vọng tưởng. Mộ chức hoa, cô tới tìm bổn vương có việc gì? Vương gia, hạ quan tới để từ biệt ngài. Sức khỏe của hạ quan cũng hồi phục rồi, không dám quấy rầy thanh tĩnh của ngài nữa. Cũng tốt. Vậy sau khi quay về, cô cũng nên nghỉ ngơi tỉm dưỡng nhiều vào. Đa tạ vương gia, hạ quan xin ghi nhớ lời dạy của vương gia. Bổn cung không thích nợ ân tình kẻ khác. Mộ chức hoa, cô cứu mạng bổn cung. Bổn cung cho cô một lời hứa. Nói đi, cô muốn gì? Hạ quan không dám. Hạ quan chỉ làm việc mà mình nên làm. Vì mình mà thôi. Cô đúng là không biết điều. Mộ chức hoa, ta và đại điện hạ còn việc quan trọng cần bàn bạc. Cô lui xuống trước đi. Vâng. Giờ lại tỏ vẻ thanh cao. Hoàng thúc, người nói xem cô ta cứu mạng con, công danh lợi lộc đều trong tầm tay. Người nghĩ cô ta ngốc thật hay giả vờ? Phải rồi, Hoàng thúc, có phải người đã tặng miếng ngọc bội kia cho mộ chức hoa rồi không? Thế thì đã sao? Tại sao người lại tặng cho cô ta? Con xin người tận mấy lần người còn chẳng cho. Tại sao người lại tặng cô ta cũng xứng sao? Con đòi ta nhiều thứ như thế, làm sao ta nhớ hết được? Hay là thế này đi, chẳng phải con thích giáp minh quan kia sao? Ta bảo người hầu lau dọn lại, con tới nhà kho mà lấy. Cảm ơn Hoàng thúc, người thương Sâm Nhi nhất mà.
Thẩm huynh đến hộ bộ, Tôn huynh đến công bộ, chỉ còn một khoai lang bỏng tay là ta. Nếu định vương điện hạ thu nhận ta, ta đành phải quay về Hàn Lâm giữ một chức vụ nhàn hạ vậy. Củ khoai lang bỏng tay, khoai lang thì phải chín mới ăn được mà. Nhà đầu ngốc, đương nhiên khoai lang phai chín mới ăn được. Nhưng nếu củ khoai lang này đến bỏng cả tay, em còn có thể cầm trong tay để bị bỏng à? Cầm chứ, lãng phí lương thực phải tội mà. Em đấy. Vương gia cho ta thời hạn 20 ngày, là muốn ta biết khó mà lui, đừng dính dáng quá nhiều đến ngài ấy. Nhưng còn lâu ta mới lui nhé. Ta nhất định phải vượt qua bài kiểm tra này. Phải rồi, tiểu thư, chẳng phải trước đây người luôn nói muốn làm quan lớn vậy sao? Vừa rồi người đi gặp đại điện hạ, tại sao không nói với ngài ấy? Muốn làm quan lớn, nha đầu ngốc, đại điện hạ đã bao giờ thích ta đâu. Nếu ta đòi quan cao lộc hậu thật, bây giờ thì ngài ấy cho ta, nhưng sau lại thấy không thoải mái, vẫn sẽ tìm một lý do chức ta thôi. Cũng phải. Đúng rồi, tiểu thư, người còn làm quan lớn được nữa không là được rồi. Nhưng mà ta cũng không thể suốt ngày nép dưới sự che chở của định vương điện hạ gì, thì vẫn phải tự mình giành lấy. Ta phải làm một nữ quan có thành tựu, sau này có thể sang sẻ lo với vương gia. Cô ta nói vậy thật à? Vâng. Ngươi lui xuống trước đi. Hoàng thúc, hình như mộ chức hoa cũng không tệ như con tưởng tượng. Tâm tư của cô ấy đúng là lanh lợi. Tiểu thư, tự lực đúng là nhà mình vẫn tốt nhất, đúng không? Tiểu thư, em thấy người ở phủ định cũng rất thoải mái mà. Làm gì có chuyện đó. Tiểu thư, người xem, người của phủ công chủ cho người tấm thiệp. Công chúa Nhu gia mời ta ngày mai đến phủ cô ấn trà, ngắm hoa. Tiểu thư, điểm tâm đều đã chuẩn bị xong. Cây trâm công chúa tặng đẹp thật đấy, cực kỳ hợp với bộ đồ này. Thật sao? Đến phủ công chúa, ta vẫn nên ăn diện một chút. Tiểu thư, đi thôi. Vâng. Công chúa đang đợi đại nhân ở đằng trước. Đa tạ Ma Nhi cô nương dẫn đường. Công chúa, mộ đại nhân tới rồi. Công chúa, cây trâm hoa hạnh này rất hợp với cô. Đó là nhờ công chúa biết chọn đồ. Mau ngồi đi. Chúng ta gặp mặt riêng, không cần câu nệ. Cô cũng biết, ta sống ở dân gian quanh năm, cũng chẳng tuân thoáng lễ tiết trong cung cho lắm. Ở trước mặt ta, cứ quên những danh xưng tôn ti kia đi. Đa tạ công chúa. Phải rồi, công chúa, phải cảm ơn người vì hôm đó đã nói đỡ giúp ta trước mặt Thái hậu. Ta mang cho người chút điểm tâm, hy vọng công chúa không chê. Cô làm vậy là khách sáo quá rồi. Cô mang điểm tâm ngon thế này tới, xem ra ta cũng không thiểu rượu ngon rồi. Mang Nhi, mang đồ quý phụ hoàng ta tới đây. Vâng. Hôm trước ta vốn định đi tìm cô, có điều cô ở phủ của hoàng thúc. Nhưng chuyện này ta vẫn muốn nói với cô. Là chuyện hai vị điện hạ bị thương phải không? Thái hậu rất xem trọng các đệ đệ. Bây giờ các đệ đệ phải bàn chuyện hôn sự. Trong lòng bà ấy sớm đã chọn được người. Lại nghe nói đại hoàng đệ, tam hoàng đệ xảy ra tranh chấp trong lớp của cô, sợ là vì chuyện tình cảm nên mới trút giận lên cô.
Hạ quan thực sự bị oan. Xin công chúa minh giám. Đương nhiên ta biết phẩm cô đoan chính, nhưng thái hậu thì không biết, cũng không để tâm việc nghĩ oan cho người khác. Bà ấy sợ có chuyện gì ngoài ý muốn, nên chỉ có thể để cô chịu ấm ức thôi. Được công chúa an ủi, hạ quan không còn thấy ấm ức nữa rồi. Đa tạ công chúa, vậy hạ quan xin mượn hoa dâng Phật, xin mời người một ly trước. Thực ra, cô không phải người Diêm Châu, mà tới từ Hoài Châu phải không? Hôm tiết Thọ Ninh, ta hỏi cô có phải là người Hoài Châu không? Cô lại nói mình đến từ Diêm Châu. Nhưng ta quan sát phản ứng của cô lúc đó là biết ngay cô đang che giấu điều gì. Công chúa, hạ quan. Quả thực hạ quan là người Hoài Châu. Hóa ra công chúa đã hiện ra từ lúc đó rồi. Công chúa còn luôn giữ bí mật cho ta. Ta thực sự cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Ta biết chắc chắn cô có nỗi khổ riêng. Con đường khoa cử của nữ tử thực không dễ dàng. Cô có được thành tựu ngày hôm nay là nhờ vào tài năng thật sự. Ta biết nhân phẩm cô trung thực, sao lại để ý chuyện ngọc có vết chứ? Công chúa, người thực sự quá tốt. Ta xin mời người một ly nữa. Thật ra người sống trên đời này, làm gì có ai không có chỗ khó xử. Cô xem, tuy ta là công chúa, nhưng cũng bị người ta ức hiếp đấy thôi. Dấu răng này là ta bị một đứa trẻ cắn, lúc mới 3 tuổi. Nhìn dấu răng này, thì có vẻ như lúc đó đã cắn rất sâu. Thân phận người tôn quý như thế, ai dám bắt nạt người như vậy? Chức hoa. Ta gọi cô như thế có thích hợp không? Công chúa như vậy cất nhắc hạ quan rồi. Chức hoa, ta coi cô là bạn bè, nên nói thật với cô. Hồi còn bé, ta không phải là công chúa tôn quý gì hết. Lúc đó phụ hoàng chưa lên ngôi, mẹ ruột ta là thị nữ trong vương phủ, nên không có gì là tôn quý cả. Dấu răng này, thời gian qua rất lâu rồi, ta cũng không nhớ rõ là ai cắn lúc nào. Có lẽ lúc đó ta nghịch ngợm, chơi với trẻ con bên ngoài, bị chúng bắt nạt. Hóa ra, trước khi trở thành công chúa, người đã từng phải chịu nỗi khổ như vậy. Cô xuất thân hàng vi, có được vinh quang bây giờ quả thực không dễ. Kể ra thì ta thật sự ngưỡng mộ cô. Cô có thể dựa vào năng lực của bản thân để làm việc mà mình muốn làm, không như ta, bị thân phận công chúa này ràng buộc, không thể làm được gì. Người nói như vậy bọn ta hổ thẹn chết mất. Người vì dân vì nước, thực sự là tấm gương cho bọn ta. Được rồi, không nói chuyện ngày xưa nữa. Nữ tử làm quan muôn vàn khó khăn, nhưng ta biết cô có một tinh thần bền bỉ dẻo dai. Ly rượu này coi như trợ uy cho cô. Chúc cô dương buồm ra biển, quyết chí tiến lên. Đa tạ công chúa. Thái hậu giá đáo.
con xin tham kiến mẫu hậu, nhi thần tham kiến thái hậu. Ai gia làm phiền các con bàn chính sự à? Mẫu hậu nói quá lời rồi. Thời tiết nóng bức, mẫu hậu phải chú ý sức khỏe, đừng để bị cảm nắng. Là con bất hiếu, lẽ ra con phải đến điện Từ Minh thăm hỏi mẫu hậu mới đúng. Ai gia vẫn còn khỏe lắm, nhưng mà sắc mặt Diễn Nhi không được tốt. Dạo này lễ bộ bận quá sao? Tạ ơn thái hậu quan tâm, nhi thần vẫn trụ được. Con đấy, cứ thích cậy mạnh. Bội Lan. Định Vương Điện Hạ, đây là quần áo Thái Huệ thân may cho ngài. Khiến Thái Hậu lao tâm lao lực, nhi thần vô cùng áy náy. Một bộ quần áo chẳng khiến ai gia mệt được. Ngược lại là con đấy, không được để mình mệt mỏi quá. Lời đồn trạng nguyên thám hoa kia, Nhu gia đã giải thích rõ với ai gia rồi. Đúng là mộ chức hoa vô tội. Chỉ là dù sao nam nữ cũng khác nhau. Một nữ quan như cô ta dạy dỗ hoàng tử cũng rất bất tiện. Chi bằng để cô ta dạy học chuyết nữ nhỏ tuổi trong hoàng tộc, cũng có thể miễn đi nhiều lời bàn tán. Diễn Nhi thấy thế nào? Thái hậu có lòng tốt, nhi thần vốn không nên từ chối. Chỉ là mấy ngày trước, nhi thần đã cho mộ chức hoa vào danh sách tiếp đón sứ đoàn Bắc Lương. Bây giờ sứ đoàn Bắc Lương sắp sửa tới thăm, giờ mà đổi người thì e rằng người tiếp đón sứ giả. Chuyện này liên quan đến diện nam thần, không thể khinh suất được. Diễn Nhi, con không thể vì cô ta là nữ thám hầu tiên của triều ta mà phá lệ ưu tiên. Thái hậu, nhi thần tuyệt đối không dám đem thể diện của nam thần ra làm trò đùa. Sở dĩ con xem trọng cô ta là vì nhi thần cảm thấy cô tác tài hoa và năng lực. Ai gia cũng nghĩ cho con thôi. Việc tiếp đón lần này đô con toàn quyền phụ trách. Mộ chức hoa còn ít kinh nghiệm, nếu thực sự gây ra sai sót gì thì người bị liên lụy là con đấy. Nhi thần hiểu ạ. Hoàng thúc lấy quân công mới đổi được ân điểm lại khoa cử cho nữ tử. Còn cô đã chịu đủ khổ cực mới thi đỗ thám hoa, vậy mà tất cả lại vì một trận cãi vãm trôi theo dòng nước. Nếu không có vương gia thì ta còn chẳng có cơ hội đi thi. Vương gia có thể gạt bỏ quan niệm nam nữ khác biệt, cho nữ tử cạnh tranh bằng với nam tử. Ta thực sự vô cùng phục và cảm kích. Chuyện dạy học mất rồi thì thôi, ta sẽ cố gắng vượt qua bài kiểm tra của lễ bộ, gấp chút tài hèn sức mọn cho nam thần ta. Thế thì tốt quá rồi. Hình như hoàng thúc đang tạm quản lễ bộ, vì chuyện Bắc Lương, thúc ấy lại ủng hỗn tử làm quan như vậy, nhất định sẽ không để của lễ bộ làm khó cô đâu. Đáng tiếc, ta cũng không có tỷ muội. Nếu có được một muội muội như cô thì tốt biết bao. Nếu công chúa không chê, coi ta là muội muội, thì ta cũng sẽ coi công chúa là tỷ tỷ ruột. Không, còn thân hơn tỷ tỷ ruột. Mấy tỷ tỷ đó của ta cũng chẳng tốt với ta là mấy. Vậy cô cứ gọi ta một tiếng tỷ tỷ đi. Không dám, không nếu dám. Để thái hậu nghe được, chắc người sẽ lại hiểu lầm ta muốn trèo cao. Con người thái hậu ấy mà, nếu không phải mấy đời công khanh thì bà ấy đều coi thường thôi. Công chúa, công chúa uống say rồi,
Bây giờ sắc trời cũng không còn sớm, để nô tỳ phái xe ngựa mộ đại nhân về phủ. Không cần phiền Mang Nhi cô nương đâu, ta thuê xe ngựa rồi, dừng ngay ngoài cửa. Nô tỳ sai người tiễn đại nhân về. Cảm ơn. Tiểu thư, có chuyện gì vậy? Tiểu thư, sao bảo là uống trà cơ mà? Sao người lại uống nhiều rượu vậy? Chuyện này em không hiểu chứ gì. Uống trà, càng uống càng tỉnh táo. Uống rượu, mới càng uống càng chân thực. Uống rượu, có thể kéo gần khoảng cách giữa người với người. Tiểu thư, vương gia, vương gia, vô tư ghê. Vương gia, sao cô lại uống nhiều thế này? Hôm nay nói chuyện với công chúa vui quá, nên uống thêm vài ly ấy mà. Nếu không nhờ vương dướng trước che mưa chắn gió cho cô làm gì còn mạng uống say túy lúy thế này? Vương gia, hạ quan biết. Ngài tốt với hạ quan nhất mà. Vậy hạ quan mời ngài ăn cơm nhé. Vương gia, hạ quan mời ngài ăn cơm. Đi nào, vương gia. Cự lực, đi chuẩn bị món ngon. Rượu ngon, rượu ngon. Vương gia, đi. Vương gia, hạ quan mời ngài. Cảm ơn ngài vẫn luôn giúp đỡ hạ quan. Vương gia, sao trông ngài rầu rĩ thế? Việc tiếp đón sứ đoàn Bắc Lương nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối đừng mắc lỗi, đừng để người ta có cớ nói này nói nọ. Vương gia, ngài yên tâm, hạ quan đã nhuệ sang sẽ gánh nặng với vương gia, thì nhất định nói được làm được. Gần đây hạ quan đã học thuộc tịch Bắc Lương, cũng biết được không ít chữ Bắc Lương, chỉ là viết vẫn còn chút khó khăn, nhưng đọc được. Vậy ngày mai cô không cần hàng lâm viện nữa, đến nhà bên cạnh, bổn vương đích thân dạy cô. Bây giờ cô ở lễ bộ tạm làm quan chính, tập sự. Nếu lần này tiếp đón lập công, sẽ đề bạt cô làm sự lễ bộ chính lục phẩm. Vương gia, trên đời này không còn quan trên nào tốt hơn ngài nữa rồi. Hạ quan có thể trở thành người của ngài, đúng là may mắn. Hạ quan mời ngài. Rốt cuộc hôm nay cô đã uống bao nhiêu rượu thế? Vương gia, hạ quan biết ngài vốn có thể sung sướng tự tại hơn, thế nhưng để giúp 3 vạn tướng xỉn ra chân tướng, ngài quên mình vì nghĩa, không ngại vất vả. Hạ quan tự nhận thấy mình không có được khí phách như ngài, nên vô cùng ngưỡng mộ ngài. Nhưng hạ quan cũng muốn cố gắng giúp dân. Nói vậy thì cũng xem như khác đường cùng đích với vương gia rồi. Đây có coi là say rượu nói thật lòng mình không? Vương gia, ở trước mặt ngài, hạ quan luôn nói thật mà. Dù con đường sau này di an nan, hiểm trở thế nào, hạ quan cũng sẽ đứng bên cạnh ngài. Vương gia, nào. Miếng ngọc bội này, cô vẫn luôn đeo à? Ngọc của vương gia đẹp. Người càng đẹp hơn. Vương gia, mấy vết xước trên ngọc bội này ghi ống như bị vật sắc nhọn cứa vào. Đây, chẳng lẽ nó còn từng ngày ra chiến trường à? Không chỉ có vậy, nó còn chắn giúp bổn vương một mũi tên. Vết xước bên trên lại vào chính lúc đó.
Vậy thì quý giá quá. Hạ quan nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận. Miếng ngọc bội này cô giữ cẩn thận, làm bùa hộ mệnh của cô đi. Vâng. Tiểu thư, nào. Vương gia, đây là cô làm à? Cuộc sống khó khăn, buộc phải có chút tài nghệ nhỏ. Vương gia, ngài không biết đấy, cự lực tham ăn, lúc ở Mộ gia toàn ăn không no, thế nên bọn ta đã trộn ít thức ăn để lén ăn trong phòng. Bất tài có chút khôn lõi, làm việc gì cũng muốn làm nhiều hơn, tốt hơn người khác một chút, nên dĩ nhiên khả năng nấu nướng không dở. Vương gia, nào, ngài ăn thử đi. Vương gia sợ có độc ạ. Hạ quan thử cho ngài. Ngon quá. Ngon thật đấy. Vương gia, ngài xem, không có độc. Để bổn vương tự ăn. Đây. Thế nào, vương gia, có phải không thua gì nhất phẩm cắt không? Cự lực nhà ta nói rồi, sau này nếu ta không làm quan nữa, bọn ta sẽ về quê mở một cửa hàng điểm có thể nuôi sống bản thân. Cô đọc sách bao nhiêu năm nay? Chỉ để làm đầu bếp thôi à? Hôm nay ta thấy lúc cô về, trong tay cầm một cái hộp. Cô đến chỗ Nhu gia cũng mang số bánh này à? Công chúa cũng khen ngon đấy ạ. Hạ quan và công chúa đúng là tiếc quen nhau quá muộn. Trò chuyện rất vui. Vương gia, uống với ngài một chén. Vậy cô gặp công chúa cũng không biết lớn nhỏ thế này à? Vương gia, công chúa rất thân thiết, nhưng hạ quan vô cùng kính trọng công chúa, sao dám thất lễ được? Hạ quan chỉ dám thất lễ với vương gia chút xíu thôi. Chỉ chút xíu thôi. Vậy tức là cô không kính trọng bổn vương lắm. Không phải không kính trọng. Ỷ được chiều mà sinh kiêu. Vương gia, nếu hạ quan mà thất lễ thì cũng là vương gia chiều hư. Vương gia đối xử với hạ quan thật tốt. Vương gia bảo vệ ta, nuông chiều ta, còn cho ta tiền tiêu. Vương gia tốt với ta thật đấy. Vương gia đối xử với ta còn tốt hơn cha ta. Bổn vương không sinh được đứa con gái lớn như cô đâu. Sinh con gái. Vương gia, hạ quan có thể giúp ngài. Hạ quan có thể giúp ngài sinh con gái.
bài vị tiên mẫu Hạnh Nhi. Cổng Minh Đức, Giảo Giảo, công đại chúa trưởng công chúa hồi nhỏ, quốc, nam thần, hoàng cô tổ đưa con đến Giang Nam, ở đó non xanh nước biếc, vui hơn định kinh nhiều. Công chúa, ta sẽ luôn ở bên người. Công chúa, người làm sao thế? Không sao, chỉ là giấc mộng phù du thôi. Tiểu thư dậy rồi à? Cự Lực, tối qua ta uống say, có làm việc đại nghịch bất đạo gì không? Chắc không đâu. Em thấy lúc Định Vương điện hạ đi còn rất vui nữa. Việc tiếp đón sứ đoàn Bắc Lương nhất định phải cẩn thận lỗi, đừng để người ta có cớ nói này nói nọ. Vậy ngày mai cô không cần đến Hàng Lâm viện nữa, đến nhà bên cạnh dạy cô. Ta nhớ ra rồi, hôm nay sẽ bảo thân dạy ta tiếng Bắc Lương, bảo ta sang nhà lấy đồ ngài ấy. Dạ, chắc là muộn rồi. Vương gia, hạ quan say rượu nên đến muộn, xin ngài trách phạt. Vậy cô không chỉ phạm mỗi lỗi này đâu. Chẳng lẽ hạ quan say rượu thất lễ, đã làm việc gì mạo phạm đến vương gia? Không còn nhớ gì à? Hạ quan chỉ nhớ vương gia bảo sẽ đích thân đẩy hạ quan chữ Bắc Lương, hạ quan nhất định sẽ chăm chỉ học hành, không làm vương gia mất mặt. Không được có lần sau. Dạ. Vương gia, vậy hôm nay chúng ta học gì thế? Hôm nay đến thư phòng ta học chữ Bắc Lương thường dùng. Buổi sáng phải học thuộc 100 chữ, buổi chiều ta đến kiểm tra cô. Dạ, vương gia, hạ quan nhất định sẽ học tập chăm chỉ. Vương gia đi thong thả. Chấp mặt, hôm nay huynh không cần theo vương gia vào cung à? Chấp kiếm đi. Vậy thư phòng ở đâu thế? Ở đây. Buổi trưa ta bảo Cự Lực đưa ít đồ ăn ngon tới đây. Tiểu thư, ăn món này đi. Này, chấp mặt ăn nhiều vào. Món này ngon ta lắm. Ăn no rồi. Ta về đọc sách. Hai đây. Người từ từ ăn. Thuật ngữ Bắc Lương. Điện tuyên chính. Hộ bộ. Tham kiến đại điện hạ. Ta đang định sứ đoàn Bắc Lương sắp sửa đến thăm. Hộ bộ chúng ta đã phải cử người lên rồi. Đa tạ đại điện hạ. Chuyện này có gì phải đa tạ? Phụ trách việc dịch quán, ngươi phải thay bổn cung giám sát kỹ đám người Bắc Lương trò sau lưng. Hạ quan rõ rồi, ngươi là cánh tay đắc lực của bổn cung. Bổn cung rất coi trọng ngươi đấy. Đa tạ đại điện hạ.
Hạ quan nhất định sẽ không phụ lòng tin của Đại Điện Hạ dành cho ta. Chữ Bắc Lương và chữ Nam Thần ta có cách viết rất khác nhau. Cô xem. Chữ Nam Thần ta ta viết thử nhé, vương gia. Nghe chấp mặt nói, hôm nay cô chưa ăn gì nhiều, tập trung học hành nên không muốn ăn. Đi nào, cô đi ăn cơm cùng bổn vương đi. Sau này đừng than vãn, bổn vương không cho cô ăn cơm đấy. Có thể ăn dạ cơm của vương gia là may mắn.